Champions League, giải vô địch hàng đầu châu Âu sẽ trở lại vào giữa tuần tới. Các trận đấu vừa qua được xem như sự chuẩn bị cho các đội bóng có mặt ở vòng bán kết. Thất bại sẽ là một dấu hiệu đáng báo động cho các trận đấu sắp tới và hiển nhiên, bốn đội bóng xuất sắc nhất của châu Âu sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Rất may mắn, bốn đội bóng AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Man City đều có những trận đấu sớm kịp để hồi phục thể lực cho trận quyết đấu giữa tuần tới. Kết quả tốt, giành chiến thắng quan trọng sẽ càng làm các thủ tự tin hơn khi ra sân chiến đấu với những đối thủ đầy duyên nợ. Trước tiên phải nhắc tới nhà đương kim vô địch Real Madrid. Có thể nói, Real đã có giai đoạn khó khăn ở đấu trường quốc nội. Không chỉ gần như không còn cơ hội cạnh tranh cho vô địch La Liga với Barcelona, đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti còn để mất vị trí thứ hai vào tay đội bóng kình địch cùng thành phố Atlético Madrid. Họ để thua 0-2 trước Real Sociedad vào giữa tuần qua đó tụt xuống vị trí thứ ba với một điểm kém hơn Atlético Madrid. Tuy nhiên, với bản lĩnh của đội bóng vĩ đại nhất châu Âu, Real Madrid sớm vực dậy để bước vào trận tranh cúp quốc nội mang tính quyết định, đó là cúp nhà vua. 9 năm sau lần cuối cùng nâng cao chức cúp nhà vua, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna và qua đó giành chức vô địch này lần thứ 20 trong lịch sử. Công lao to lớn trong chiến thắng này thuộc về cầu thủ trẻ Rodrigo, người đã ghi bàn ở phút thứ 2 trước khi nhân đôi cách biệt vào cuối trận đấu. Real Madrid dù đã giành được 19 chiếc cúp nhà vua nhưng vẫn chưa thể đem về chiếc cúp thứ 20 trong vòng truyền thống kể từ năm 2014. Với Osasuna, họ cũng đã bỏ lỡ chiếc vô địch này vào năm 2005 sau thất bại trước Real Betis. Tuy nhiên, lợi thế của trận đấu sớm nghiêng về Madrigos với bàn thắng sớm của Rodrigo và sự áp đảo mà Real tạo ra trong suốt cả trận đấu. Nhờ vậy, đoàn quân của Carlo Ancelotti đã giành được chức vô địch Copa del Rey lần thứ 20 trong lịch sử của Real Madrid. Một chức vô địch mà họ sẽ không ăn mừng bởi một trận đấu còn quan trọng hơn đang chờ họ vào thứ ba. Ngày hôm qua là màn trình diễn xuất sắc của bộ đôi Brazil. Rodrigo với 22 tuổi 117 ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Real trong trận chung kết cúp nhà vua ở thế kỷ 21. Trong khi đó, Vinicius cán mốc 19 kiến tạo trên mọi đấu trường bằng Lionel Messi và chỉ kém Kevin De Bruyne với 24 pha kiến tạo. Dù bị gỡ hòa nhưng kền kền trắng sớm tìm lại được bản lĩnh vốn có. Phút thứ 70, Kroos sút bóng trúng vào người một cầu thủ Osasuna và bóng bay đến chỗ Rodrigo để tiền đạo người Brazil dứt điểm gọn gàng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real. Ancelotti giành được chức vô địch thứ 25 trong sự nghiệp của mình nhờ kết quả này. Nhờ vậy, thầy trò Ancelotti còn chạy đà hoàn hảo cho bán kết lượt đi Champions League gặp Man City ngày 9 tháng 5. Sau chiến thắng, Ancelotti cho biết, đó là một trận chung kết diễn ra trong bầu không khí rất tốt và trước một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Không phải chỉ cho đêm nay mà là cho cả cuộc chạy đua mà chúng tôi đã đánh bại những đối thủ rất mạnh và xứng đáng với danh hiệu này. Ông cũng thể hiện sự quyết tâm trước trận tái đấu với Man City mùa giải này. Chúng tôi sẽ cạnh tranh và chiến đấu vì chúng tôi đang ở rất gần một trận chung kết mới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chơi một trận chung kết khác. Hãy cùng hướng tới ngày thứ ba. Chúng tôi biết rằng Bernabeu sẽ là lợi thế cho đội bóng. Bại tướng của chính Real Madrid mùa giải trước Man City cũng vừa có màn chạy đá rất thuyết phục. Manchester City giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Leeds vào đêm qua. Họ bỏ xa đội đứng thứ hai Arsenal tới 4 điểm, bất chấp đội hình chính. Đã có nhiều sự thay đổi nhằm đảm bảo cho trận bán kết lượt đi Champions League. Nhà đương kim vô địch vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Leeds United. Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan đã giải quyết trận đấu trong vòng chưa đầy nửa giờ. Gundogan thậm chí có thể lập cho mình một hat-trick, nhưng anh đã không thực hiện thành công quả phạt đền của mình khi ở phút thứ 84. Cho dù Erling Haaland im hơi lặng tiếng suốt cả trận đấu, hay có lúc sút trúng cột dọc, nhưng điều này càng chứng tỏ rằng Man City hoàn toàn có nhiều ngòi nổ, không riêng gì Erling Haaland. Có thể nói Man City là một đội bóng có sức mạnh tinh thần rất lớn, bằng chứng là ở mùa giải năm ngoái, sau khi nhận thất bại cay đắng trước Real Madrid ở bán kết, Man City chỉ hơn Liverpool đúng một điểm, nhưng họ vẫn không đánh mất bản lĩnh của mình mà tiếp tục vững chân để giành chức vô địch đầy kịch tính. Tương tự với mùa giải năm nay khi Man City đã bị cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League về lợi nhuận và tính bền vững, và nếu bị kết tội thì tất cả các danh hiệu của họ từ năm 2012 đến nay sẽ mất. Trên sân cỏ, họ phải đối mặt với một Arsenal đang rất mạnh, có sự ổn định và bản lĩnh đáng ngạc nhiên. Arsenal như chú voi trên cây duy trì được vị trí dẫn đầu đến vòng 33 và thậm chí điểm số pháo thủ ở thời điểm này còn cao hơn mùa 2003-2004 khi Arsenal vô địch mà không thua trận đấu nào. Mùa giải này Man City không có lợi thế về thời cơ, điểm số và con người. Nhưng như 3 năm trước, Pep Guardiola và các học trò đã biến những án kiện thành nguồn cổ vũ, thành động lực để chiến thắng. Hai lần đánh bại Arsenal trực tiếp là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự xứng đáng của nửa xanh thành Manchester cho ngôi vương của năm nay. Ở nước Ý, hai đội bóng thành Milan cũng đều đang có màn chạy đua nước rút cho vị trí top 4 dù thi đấu thành công ở Champions League. Nhưng vị trí trong top 4 tại Serie A vẫn là câu hỏi chưa thể trả lời với cả hai đội bóng này. AC Milan đứng thứ 6 trước khi tiếp Lazio vào tối thứ 5. Đội chủ nhà quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại vị trí top 4 và chơi lấn lướt từ đầu. Họ vẫn duy trì thế trận áp đảo dù mất Rafael Leao ở phút 11. Tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha bị đau cơ đùi phải theo chuẩn đoán ban đầu.
Milan có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 17. Oliver Giroud kiến tạo cho Ismael Benacer sút vô lê từ 14m làm tung nóc lưới Lazio. Milan có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 29. Theo Hernandez nhận bóng từ Mike Maignan, đi bóng dài từ sân nhà rồi tung cú sút xa 20m vào góc trên lưới của Lazio. Milan vẫn muốn tấn công thêm sau khi có hai bàn dẫn trước. Họ chơi áp đảo trong hầu hết thời gian còn lại. Rossoneri thậm chí có thể đã ghi thêm bàn thắng nếu pha dứt điểm của Slemaker không đập Casale bay lệch hoặc cú sút 16m của Benacer không đi hụt. Trận thắng Lazio giúp Milan trở lại vị trí thứ tư của Serie A. Chiến thắng này không chỉ có lợi về mặt điểm số cho thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli mà còn tạo đà tốt cho tinh thần cao thủ trước khi bước vào vòng bán kết của Champions League. Họ sẽ đón tiếp Inter trong trận lượt đi vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, Milan cần phải quan tâm đến tình hình chấn thương của Leao bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha là mắt xích quan trọng trong hàng công của Rossoneri. Huấn luyện viên Stefano Pioli đã trấn an người hâm mộ AC Milan rằng Rafael Leao vẫn có thể thi đấu trong trận bán kết Champions League. Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn này bởi vì chúng tôi sắp kết thúc mùa giải và chúng tôi không hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Vì vậy trận đấu này quá quan trọng đối với chúng tôi, Pioli nói với DAZN. Nếu Rafa cảm thấy tốt hơn và hồi phục thì chúng tôi sẽ để cậu ấy ra sân. Nếu anh ấy không thể, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tuyệt vời ngay cả khi vắng mặt một cầu thủ tuyệt vời như cậu ấy. Đại kình địch cùng thành phố AC Milan, Inter Milan cũng đã giành chiến thắng trước AS Roma của Mourinho trước khi có trận quyết đấu tại Champions League. Hai đội bóng không chỉ cạnh tranh cho tấm vé chung kết châu Âu, họ cũng đang quyết đấu ác liệt cho tấm vé top 4 của Serie A. Trận đấu tại Olimpico tối 6 tháng 5 diễn ra sôi nổi với lối chơi tấn công của cả hai đội. Lorenzo Pellegrini có pha sút vô lê từ xa đập xà ngang và Inter nhanh chóng trả đũa với cú sút xa của Hacan Çalhanoğlu nhưng không qua được Rui Patricio. Phút 33, Inter có bàn thắng, Denzel Dumfries chạy bóng bên phải rồi tạt vào trong cho Federico Di Marco đá nối góc xa khai thông thế bế tắc. Hiệp 2 cũng diễn ra căng thẳng khi hai đội chơi tấn công và Inter lợi dụng sai lầm của Roma. Phút 74, Roger Ibanez chuyền sai ngay ở phần sân nhà để Lautaro Martinez chuyền cho Lukaku băng xuống, sút bóng bằng chân trái, ghi bàn thứ hai cho Inter. Kết quả này giúp Inter trở lại vị trí thứ tư với 63 điểm, bằng Juventus, kém Lazio 1 điểm và hơn Milan 2 điểm. Huấn luyện viên Simone Inzaghi cho rằng việc Brozovic, Lukaku và những cầu thủ khác trở lại sung mãn đã tạo sự khác biệt và hài lòng khi Inter chạy đà hoàn hảo cho trận bán kết lượt đi Champions League gặp câu lạc bộ cùng thành phố Milan vào ngày 10 tháng 5. Trả lời cho những câu hỏi về trận quyết đấu tại bán kết Champions League với Milan, Inzaghi cho biết kết quả sẽ được quyết định sau hơn 180 phút. Chúng tôi đã có rất nhiều trận đấu loại trực tiếp trong những năm gần đây. Tôi may mắn khi đã làm việc hơn 10 năm với các cộng sự của mình và chúng tôi muốn đạt đến giai đoạn này của mùa giải một cách tốt nhất. Nhưng chúng tôi không thể đoán trước rằng mình sẽ lọt vào bán kết Champions League hay chung kết siêu cúp Italia. Tôi thật may mắn khi những cầu thủ của tôi thi đấu rất chăm chỉ bằng cả trái tim và đôi khi ở mùa giải này chúng tôi phải bịt tai lại, phớt lờ một số lời bàn tán và tập trung. Chúng tôi biết Serie A còn 4 trận đấu nữa, cộng với 2 trận bán kết và 1 trận chung kết mà chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần rất cao. 4 đại diện ưu tú nhất của mùa giải này dường như đã sẵn sàng cho một vòng bán kết nảy lửa. Với Real Madrid, họ có nhiệm vụ tiếp tục lập nên chiến tích vang dội vốn có. Với Man City, đó là hành trình viết nên trang mới, hoàn toàn trong trang sử thần kỳ của mình. Còn với hai đội bóng Italia, AC Milan và Inter Milan, đó chính là sự chờ đợi cho những năm tháng hào hùng vốn đã ngủ yên sau nhiều năm. Mỗi người một nhiệm vụ, thế nhưng chắc chắn họ đều hướng đến ngôi vị cao nhất, đó là chiếc cúp bạc danh giá. Hãy cùng đón chờ hai trận bán kết lượt đi đầy hấp dẫn này. Kết quả sẽ rất khó đoán, nhưng chắc chắn sẽ không làm chúng ta phải thất vọng.